Rồi, em xin chào nhà nha. Dòng Casio thì em có này nha, con này như Multiband 6 vậy đó. Pin năng lượng luôn, mức pin nè. À, xem nhiều mũi giờ thế giới nè, rất nhiều mũi giờ thế giới ha. Báo thức, con này tới 5 báo thức, nó phòng dòng cao 5 báo thức. Một báo tiếng đúng tiếng trên cái nha, quay lại. Quay, này bấm giờ điểm ngược, này bấm giờ thể thao, quay lại giờ bình thường. Đèn âm ha. Cái này là kiểu là mức pin nó chạy theo dây nha, chứ không phải mất pin ha. Nè, chạy theo dây, có nhiều anh em chụp hình cứ thấy mắt lên tưởng đâu pin yếu nè, nè mất pin đây nè, pin Hy ra đây ha. Con này thì kiểu thể thao rồi, anh em tại thể dục thể thao tập tạ nữa, đeo máy này cũng được, cũng to, anh em tay to ha, cho mấy bé đeo đi học được. Con này có mã đây, AWX810W. Độ mới còn ok, nhìn là biết. Rồi xe ngang của nó là 46 đi mỏng 11 ly nha. Đây con em bán nhà giá 500 mã D66 nha, 500k mã D66 ha. Mình mua cho mấy bé đeo đi học được, siêu bền. So với mấy con điện tử Việt Nam thì mấy này sẽ ăn đứt nha. Nó là pin năng lượng nha, pin năng lượng khỏe luôn. Bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản ở bên em bao ship nha. Rồi xin chào nhà nha.